Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Diễn xin chào bà con nhé. Hôm nay thì em có cái máy sát gạo TF1000, máy sát gạo Hoàng Đế đấy. Thì hôm nay cái máy này em chuẩn bị gửi đi Long An. Thì em sẽ hướng dẫn cho các bác về cái cách mà lắp máy sát gạo này khi mà các bác nhận hàng tại nhà nhé. Thì như các bác đã biết thì bên em lúc mà giao hàng cho các bác ấy, các em bên em sẽ lắp cơ bản về motor và công tắc điện cho các bác rồi. Thì chỉ một vài cái thành phần cơ bản về các bác lắp, ví dụ như cái sàng rung lọc sạn này, sàng rung tinh rơm đá sạn này, và những cái toa đập bột này thôi nhé. Thì theo yêu cầu của các bác ở xa thì muốn nhận hàng về để lắp cho dễ, thì hôm nay em sẽ quay một cái video hướng dẫn lắp cho các bác nhé. Đấy. Vâng, ở đây là một cái máy mà em đã lắp motor và một số cái đồ cơ bản mà có lắp ráp để mà trước khi giao hàng cho các bác nhé. Thì tất cả sản phẩm bên em khi mua hàng thì em đều lắp cơ bản như thế này. Và vì các bác chỉ cần lắp một toa đập bột đây, toa rung đây và sàng lọc sạn phía trước đây nhá. Thì hôm nay em sẽ lắp chi tiết từng món cho các bác luôn nhé. Đầu tiên thì các bác cứ lên khung cho em cái cơ bản nhất là cái toa này đi. Đấy, đây là cái khung cơ bản nhất nhé. Bộ đinh ốc và các thứ thì em có gửi đi theo máy đầy đủ các bác nhé. Hầu như khách hàng mua bên em á thì em đều có lắp về cái động cơ đấu đảo chiều, lắp hoàn chỉnh cho các bác rồi. Tại vì khi mà bên em lắp máy cho các bác á thì hầu như là em đều đấu điện về cái motor đảo chiều này các bác nhé, đấu điện và lắp motor lên cho các bác rồi. Thì về các bác chỉ lắp cơ bản thôi. Chưa, rất là nhiều khách hàng nhé, rất là nhiều khách hàng cứ gọi điện cho bên em hỏi về cách đấu motor, nhưng mà đó là những cái nơi mà người ta không lắp cẩn thận cho các bác trước khi giao hàng. Người ta chỉ đưa cho các bác một cái bộ máy nguyên thùng thôi, không lắp ráp cho các bác, chỉ vì các bác rất là khó lắp. Và đặc biệt là cái như các bác đã biết thì cái motor điện đảo chiều như thế này thì đối với các bác nào không biết đấu điện motor thì nó rất là khó nhé. Thì tất nhiên là để giải quyết cái nhu cầu cho các bác thì hôm sau thì em sẽ lắp cho các bác, hướng dẫn cho các bác cách đấu điện về motor đảo chiều nhé. Tất nhiên là cái motor đảo chiều này sẽ tùy thuộc vào từng dòng máy và cái công tắc, nó sẽ có cái màu sắc khác nhau, và cái công thức để lắp thì nó vẫn là cơ bản thôi, rất là dễ. Hôm sau thì em sẽ hướng dẫn cho các bác về cái cách mà để các bác lắp đảo chiều các bác nhé. Đây, hiện tại là em đã lắp xong một cái toa nghiền bột các bác nhé. Đây là toa nghiền bột. Đấy. Và tiếp đến là sẽ đến cái phần khó hơn một chút là cái phần sàng rung lọc sạn các bác nhé. Sàng rung lọc sạn này thì các bác để ý cho em có hai que chống đây này. Đấy. Thì chúng ta sẽ lắp trực tiếp vào hai thanh bên đây. Đấy. Và cái phần này sẽ lên ốc, vị trí ốc để đây. Em sẽ bắt trước. Thì các bác mua hàng bên em thì bên em có tặng kèm cho bác các bác cái cà lê để về các bác có thể lắp ráp cái con máy này vào nhé, cùng cái cà lê đó để lắp ráp luôn nhé. Đấy, nếu mà các bác có hai người để mà hỗ trợ nhau mà lắp thì nó sẽ nhanh hơn các bác nhé. Thì con ốc ở đây các bác lúc mà lắp ấy, thì các bác để ý cho em lắp thật là chặt, thì em sử dụng máy lắp.
Đây, đây là khi chúng ta gá thêm nhé. Và một cái bộ phận này nữa các bác lưu ý cho em này. Đấy, cái tấm này á, chúng ta sẽ lắp vào vị trí này. Đấy, vị trí có hai cái nốt bắt ở đây. À, cái nốt bắt hai bên. Và các bác lưu ý cho em một điều là ở đây có cái vòng bi này. Vòng bi các bác này. À, camera của anh. Cái vòng bi này nhá. Đấy. Vòng bi này các bác sẽ lắp làm sao cho em mà cái vòng bi này nó nằm ở giữa đây luôn, ở giữa hai cái mép này để nó tạo cái độ rung khi máy hoạt động nhá. Đấy. Trong quá trình các bác lắp cái sàng rung lọc sạc này thì các bác cân chỉnh cái ốc làm sao cho cái vị trí cái vòng bi rung và cái tấm này nó vào đẹp lại với nhau là được nhé. Hiện tại em đang lắp và em sẽ căn chỉnh luôn các bác này. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ vị trí căn chỉnh này. Đấy, chúng ta căn chỉnh dần dần. Chúng ta sẽ lắp làm sao cho cái vị trí nó ăn vào vòng bi rất là đẹp. Khi nào mà vị trí nó vào đẹp rồi hoặc nó hơi lệch thì các bác có thể tùy chỉnh theo một nấc ở dưới đây. Đấy, các bác sẽ điều chỉnh cái thanh này để vị trí nó đẹp lên. Đấy, như thế này rất là thẳng luôn nhá. Đúng kỹ thuật luôn nha các bác. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phễu nữa. À, cái này là để toa xuống của lúa nhá. Đây, cái tấm nằm ở vị trí này. Thì các bác mà về nhà mà mua hàng thì cứ theo cái video này của em là các bác sẽ lắp được cái máy rất là nhanh chóng. Các bác có hai người thì các bác sẽ thao tác nó nhanh và nó dễ hơn nhé. Đây, đây là em đã lắp xong. Em đã lắp xong cái sàng rung lọc sạn phía trước cho máy nhé. Xong là sàng rung lọc sạn 3 cấp các bác nhé. Và bây giờ đến cái phần mà đó là khó nhất thì em sẽ hướng dẫn cho các bác luôn. Đầu tiên là các bác đặt cái này lên vị trí này. Đấy. Các bác để ý cái vị trí cho em nhé. Đây, vị trí như thế này. Vị trí mặt chữ này là bên đây. Và bên sau này này. Các bác quay ra sau này. Ở sau đây nhá, các bác để ý này. Nó có hai cái lỗ hai bên đây là để đi với hai cái tai này đây. Các bác bắn vào vị trí này. Vị trí này. Và còn cái con đinh này nữa thì chúng ta sẽ bắn vào cái ốc trên này. Đấy, cái ốc trên. Đấy, và bên trong này nó có bốn con ốc, bốn bên thì chúng ta sẽ bắn bốn bên là được. Đấy. Bác thấy chưa? Đấy, cái này các bác chỉ cần là để ý lưu ý lại em một lần nữa nhá. Là có ba con ốc. Đây, tức là một con ốc bên này lắp với hai cái tai ở đây. Thứ hai là một con ốc ở đây các bác nhá. Con ốc ở dừa ở trên đây này. Đấy. Con ốc dừa này ở trên đây này. Bắn vào đây. Và bốn con ốc ở xung quanh cái toa xuống này. Đấy, là được nhá. Đấy. Và như thế là chúng ta đã hoàn thiện một cái bộ máy sát gạo có sàng rung, lọc đinh rơm đá sạn, toa nghiền bột chăn nuôi, nghiền ngô, nghiền cám và sàng rung lọc sạc nhé, ba cấp các bác nhé. Và một chi tiết nhỏ nữa thì liên quan đến công tắc đấy thôi. Thì các bác gắn cái công tắc này cho em vào đây. Đấy, các bác gắn vào vị trí này cho em có công tắc. Đó. Vâng, vừa rồi là em đã hướng dẫn xong cho các bác cái cách lắp máy sắt gạo TF1000, máy sắt gạo Hoàng Đế các bác nhé. Thì mọi thông tin chi tiết các bác muốn mua hàng hay là liên hệ tư vấn sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé qua máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến, địa chỉ là cầu Bùng, Nhân Chỉ, Nhân Châu, Nghệ An, số điện thoại là 0988182789 các bác nhé, và website thì phucminhtien.com các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác.